Vâng, xin chào mừng tất cả các quý vị đã quay trở lại với chương trình Mỗi Tuần Một Ca Khúc. Xin lỗi mọi người. Thực sự chân thành from the bottom of my heart, Hương xin lỗi mọi người rất là nhiều bởi vì đã biến mất mấy tuần vừa qua. Biết sao không? Thì chính là tại vì về quê ăn Tết với cả bố Thọ mẹ Liên đấy. Về quê xong rồi bánh chưng rồi thịt gà nó kiểu ăn nhiều quá nó lú, nó mụ hết cả đầu, không hát được. Không hát được. Thôi không đùa nữa. Và bắt đầu từ tuần này trở đi, Hương sẽ quay trở lại làm một cách nghiêm túc cái chương trình Mỗi Tuần Một Ca Khúc. Vậy nên là mọi người đừng có lo nhá, không thất hứa nữa đâu. Ngoắc tay ngoắc tay. Ngày hôm nay thì Hương sẽ hát cho mọi người nghe một bài hát dành cho những cặp đôi đang yêu nhau thiết tha mặn nồng say đắm. Bài này là bài đúng người đúng thời điểm. Và nếu như mà bạn nào có người yêu ấy mà thích cái bài này thì nghe xong nhớ gửi cho người yêu các bạn nhá. Gửi phát chết luôn. Thực sự tin Hương. Bắt đầu nhá. Sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chặt. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm.
Vâng, vậy là đã kết thúc ca khúc đúng người, đúng thời điểm. Và mong rằng là mọi người đã thích bài hát vừa rồi của Khương nhá. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho những clip sắp tới của Khương. Nếu có bất kỳ ý kiến gì thì mọi người hãy comment cho Khương biết nghe không. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào những số lần sau.